Thank you.
Xúc xích cũng có cái cầu nữa.
chúng ta biết là như nãy năm có nói là bây giờ là đã hết mùa trái cây rồi, chúng ta thấy những cái hàng nông sản thôi ở tại khu vực này. Cái bánh này là cái bánh gắn liền với cái tuổi thơ của những đứa bé Nam Bộ đó, bánh vuông. Bên trong là có đậu, có thể có như đậu hoặc